Lexus LX600 phiên bản Ultra Luxury nhập khẩu tư nhân, đầu tiên đã về một đại lý ở Hà Nội. Xe có ngoại hình và nội thất màu đen. Phiên bản này tương đương với phiên bản VIP chính hãng do Lexus Việt Nam phân phối, với cấu hình 4 chỗ ngồi, hàng ghế sau dạng thương gia. Giá bán LX600 Ultra Luxury không dưới con số 10 tỷ đồng, thời gian chờ bàn giao ngắn, trong khi LX600 VIP chính hãng chỉ có giá 9,21 tỷ đồng, nhưng thời gian chờ kéo dài 1-2 năm. Bản Ultra Luxury sở hữu lưới tản nhiệt hình con suất cỡ lớn, 7 nan ngang kiểu mới tinh tế hơn, đèn pha LED với các cụm bóng lớn, cùng đèn định vị sắc sảo thiết kế liền khối lưới tản nhiệt. Hốc hút gió hai bên mở rộng có xu hướng mềm mại hơn. Bộ mâm đa chấu màu bạc kích thước 22 inch giống với phiên bản VIP đang được phân phối chính hãng. Ở phía đuôi xe, điểm nhấn chính là cụm đèn hậu mới, được nối liền nhau bởi một dải LED mỏng, thiết kế đặc trưng của những dòng Lexus mới. Nội thất của LX600 lột xác toàn diện với phong cách hiện đại hơn. Chất liệu trên xe đều là loại cao cấp với da, ốp gỗ và kim loại che phủ hoàn toàn cabin. Vô lăng thiết kế mới với các nút bấm tích hợp hai bên, lẫy chuyển số phía sau. Hàng ghế sau độc lập có thể ngả tới 48 độ để tạo sự thoải mái. Ghế hành khách phía trước cũng có thể gập xuống chỉ bằng một nút bấm để có khoảng duỗi chân lớn hơn cho ghế sau. Chính giữa có màn hình điều khiển mọi tính năng như ghế, điều hòa, giải trí. Hệ thống giải trí ghế sau với hai màn hình 11,6 inch, tích hợp ngay sau lưng hàng ghế trước, sạc không dây đặt ngay phía chính giữa. Lexus LX600 sở hữu khối động cơ V6 3.5 lít tăng áp kép hoàn toàn mới, với công suất 409 mã lực, mô men xoắn 649 Nm. Hộp số đi kèm là loại 10 cấp tự động mới, cho khả năng khởi động mượt mà hơn và vận hành off-road tốt hơn ở tốc độ thấp. Tại Việt Nam, Lexus LX600 Ultra Luxury và VIP là đối thủ ngang tầm của Mercedes-Maybach GLS 480 cũng sở hữu cấu hình 4 ghế ngồi, nhưng giá bán chỉ dừng ở mức 8,4 tỷ đồng.